cách sử dụng cái dây live stream, chúng ta có thể PK được trên các cái dòng mixer F4 để chúng ta có thể hát live ở trên các cái hội nhóm như là Bigo hoặc là TikTok nhé các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái dây live stream. Dây live stream này chúng ta có thể live stream được hai chiều nhé các bạn nhé. Chúng ta đàm thoại được hai chiều. Ví dụ như chúng ta PK hai người nói chuyện với nhau thì chúng ta có thể sử dụng cái dây live stream này. Trước đây thì mình cũng đã hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng cái dây live stream ba màu để chúng ta có thể PK được trên các cái dòng F4 và F4 Pro. Tuy nhiên là cách này thì nó hơi lằng nhằng một chút. Hiện tại thì có một cái dây live 6 ly PK 2 chiều. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn này. Nó có hai đầu, đó là đầu 6 ly có màu vàng và màu đỏ nha các bạn. Đầu còn lại chúng ta là đầu 3.5. 3.5 thì thuộc phù hợp cho các bạn sử dụng cái điện thoại đời cũ hơn. Nó có cổng 3.5. Nếu các bạn sử dụng iPhone thì chúng ta cần thêm một cái đầu chuyển iPhone hoặc là đầu chuyển TPC nữa các bạn nhé. Thì chúng ta có thể cắm vào điện thoại để chúng ta live stream 2 chiều. Hiện tại thì mình đang sử dụng hai cái đầu 6 ly. Chúng ta màu đỏ ở đây, chúng ta cắm vào L hoặc R ở trên cái dòng mixer F4 nhé các bạn nhé. Chúng ta đều cắm được hết, đó là L hoặc R. Chúng ta cắm vào hai cái lỗ này. Và đầu còn lại màu vàng. Màu vàng thì chúng ta cắm vào lỗ line ở phía bên chỗ cái mix 2 này nhé các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái dây màu vàng ở phía bên này. Còn đầu còn lại chúng ta cắm vào điện thoại để chúng ta có thể live stream được trên các cái nền tảng xã hội nha các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang lấy nhạc bằng Bluetooth và mình sẽ thử cho các bạn một đoạn nhạc ở trên cái sản phẩm mixer F4 sử dụng cái dây live stream 2 chiều. Alo 1 2 3 4 5. Giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo số. Một hai ba bốn năm sáu. Thôi thì tôi chúc anh diễn trong câu đẹp đôi thơ nghi nhau. Con đường chia hai ngã đời ta sẽ. Rồi okay. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn các cái phụ kiện là chim, các bạn có thể liên hệ về số điện thoại 0981 622 291. Rồi okay. Xin chào, gặp lại.